Bài B 28 phần 35 nhân 15 phần 72 nhân 17 phần 49. Thì để giải quyết bài B, các bạn cần nhớ kiến thức đó là dấu hiệu chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. Thứ hai đó là các bạn phải nhớ đến bảng cũ chương. Các bạn phải giỏi bảng cũ chương nhân và chia. Thứ ba đó là các bạn phải biết chuyển hỗn số thành phân số. Được chưa ? Vậy ta hãy chuyển cái hỗn số này qua phân số trước, đó là 17 phần 49. Thì các bạn thấy nè, 1 là phần nguyên, 7 phần 49 là phần thập phân. Được chưa ? Cách thứ nhất, các bạn có thể rút gọn trước rồi các bạn chuyển qua phân số. Thì 7 phần 49 thì các bạn thấy rằng nó chia được cho 7 nè, chia được cho 7. Vậy sẽ bằng 1, viết lại nè, 7 chia 7 được 1, 49 chia 7 được 7. Tới đây rồi các bạn hãy chuyển qua phân số. Ta lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử, 1 nhân 7 cộng 1 ra 8, viết lại mẫu. Vậy đây sẽ ra là 8 phần 7. Đây là 8 phần 7. Các bạn viết lại đây nè. Đó. Và các bạn đổi hàng này ra là 8 phần 7. Sau đó các bạn rút gọn nha các bạn. Rút gọn. Bắt đầu các bạn quan sát nha. Rút gọn. Quan sát nha. Bắt đầu các bạn rút gọn nha. Thì các bạn phải nhân được thằng nào, chia hết cho thằng nào. Thì mình thấy rằng, thấy điều gì ? Đây, mình thấy rằng 28 chia được cho 7 nè. 28 chia được cho 7 nè. 7 này cũng chia được cho 7. Tiếp tục 15 này với 35 thì mình thấy chia được cho 5 nè. Chia được cho 5 nè. 72 với 8 thì mình thấy chia được cho 8 nè, chia được cho 8. Vậy bắt đầu các bạn chia. 27 chia 28 chia 7 được 4 nè. 15 chia 5 được 3 nè. 8 chia 8 được 1 nè. Phần 35 chia 5 được 7 nè. 72 chia 8 được 9 nè. 7 chia 7 được 1. Và 1 nhân mấy cũng bằng chính nó, nên các bạn bỏ cái thằng này đi. Vậy là 4 phần 7 nhân 3 phần 9. Sau đó các bạn kiểm tra xem, mình thấy rằng 3 chia được cho 3 và 9 cũng chia được cho 3. Vậy 4 phần 7 nhân 3 chia 3 được 1 nè, 9 chia 3 được 3. Rồi, phép nhân hai phân số, đã lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu ra 4 phần 20, 21.